À, xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay thì mình lên cho các bạn một con chim nữa đây các bạn. Tại vì là mỗi người là mỗi cái sở thích, mỗi người cũng mỗi một cái đam mê nó cũng khác nhau. Chứ cũng không không ai giống ai hết các bạn. Có người thì đam mê này, có người đam mê nọ. Có người đam mê giọng thổ, có người đam mê giọng đồng nha. À, thì hôm nay thì mình lên cho các bạn đây là một con thổ. Bây giờ mình sẽ nói sơ về cái con này, tại vì mỗi con nó mỗi cái nước chơi nó cũng khác nhau các bạn, và mỗi cái con nó có mỗi cái tính cách nó khác nhau. Cái con thổ, đây là con thổ nha các bạn, một hậu nha. Bây giờ mình sẽ quay nó với ngọt, bây giờ mình sẽ quay sát vô nha. Con này là con thổ một hậu, hiện tại cũng đang thay lông, mình mới dọn xong á, lông đổ cũng nhiều nha. Cái con này nó cực kỳ siêng gáy nha các bạn, đây là một con bối nhưng mà rất là siêng gáy. Thì mình bán là có bảo hành cho các bạn, ngay cả về là siêng gáy luôn, về là vài bữa là gáy ngay, tầm khoảng 3-4 ngày là các bạn sẽ nghe nó gáy. Đó, mình bảo hành cho các bạn luôn nha các bạn, bảo hành gáy luôn nha. Tại vì chim mình nuôi là mình hiểu rõ từng con như thế nào, và mình gọi là rất là hiểu rõ chim. Thì cái con thổ này thì gù rất là tốt, cứng gù nha các bạn. Đó. Ở dưới chân nó mình có đeo một cái khoen này. Đó. Thì cái khoen này là để thứ nhất là mình bảo hành chim cho các bạn, thứ hai nữa là hồi trưa hồi lúc bắt á mình đeo cái khoen nó để mình theo dõi con chim đó các bạn. Nên bây giờ nó có khoen này luôn, thì các bạn thích thì các bạn tháo ra, còn không thích thì các bạn cứ để, không có cái vấn đề gì hết, không có sao hết nha các bạn. Đó. Khi mình bắt cái con chim này về thì tầm khoảng nửa tháng, lúc đầu nó cũng nhát bình thường, lúc đầu nó cũng rất nhát nha, mà khi tầm khoảng nửa tháng là nó gáy suốt luôn nha các bạn, mà gáy chưa có bung hết giọng nhưng mà gáy suốt nha, rất là siêng gáy luôn. Đó là cái con chim này nè, cực kỳ siêng gáy, cho tới bây giờ là vẫn gáy suốt nha. Đấy. Con này nếu mà sau này bạn nào đánh mồi cây á thì rất là hiệu quả, tại vì nó siêng gáy lắm, những con nó lị miệng. Thì mình nhìn kỹ vào cái miệng con chim thì cái miệng con này nó ngắn ngắn mà nó thẳng nha các bạn, nó thẳng nha, đó nó rất là ngắn, nó thẳng nha, xương gáy cực kỳ luôn. Đây đó. Thì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì con chim cũng được 4 thăng lồng các bạn, 4 thăng lồng nha. Con này thì gù rất là tốt, khi đấu là kèm luôn nha các bạn, kèm một mà kèm thưa nha, kèm một nha, nó kèm một mà kèm nó thưa thưa kèm. Con này thì dần quy dần cườm đều được hết, ok hết, nói chung dần quy rất là đẹp, nhưng mà hiện tại nó đang thay lồng, nó xả bớt á, nó mình mới đem ra đây mình dọn hắt lông quá trời. Đây bay đây lông của nó này, lông nó đây, lông của nó đấy, nãy mình xả nước ngoài kia nữa rồi. À. Chim nó thay lông chứng tỏ là nó đang xả lông rừng, có khả năng là trong năm nay là con chim này nó lên luôn các bạn. Con chim này là có khả năng nuôi trong năm nay nó lên luôn nha, tức là nó lên mồi luôn rồi. Đó là sơ lược về con chim này. Nói chung chim mình bán tất cả con chim, những con chim mình bán là để mình đều bảo hành hết, bảo hành nước chơi và bảo hành đường đi cho các bạn an toàn hết nha. Rồi thì mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Bạn nào có muốn một con lẹ miệng thì liên hệ mình.
mình bảo hành là con chim này rất là lẹ miệng, xuyên gáy. Rồi mình xin chào và cảm ơn các bạn luôn nha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.